Chào cô ơi, mình là thế này. Hôm nay mình sẽ làm cho cái phòng của màu hồng cho con gái nha các bạn. Giờ bắt đầu thôi. Mình sẽ đặt cái giường ở đây. Giường ở đây. Cái bít, một cái bít tông không dính nè, với bít stone, khối bít stone. Đây là cây rối. Một cây rối. Rồi lấy hoa. Mình làm cửa sổ. Cửa sổ. Hoa tím nè. Yes. Một cái cửa sổ. Quên. Ngu thế nhờ. Này một cái thành phố. Vậy chúng ta đã xong một cái phòng ngủ rồi nha các bạn. Phòng ngủ không biết có thiếu gì không nhỉ? Còn thiếu đấy các bạn ơi. Xong rồi, phòng đơn giản. Và tập tiếp theo mình sẽ làm một cái gì đấy. Bye bye.
bye bye.